Halloween ở đây. Ngọn lửa cháy bập bùng, âm thanh rắc rắc. Điều vu với bóng ma, liêm lạc lạc. Miệng cười bi ngô vàng, sau lưng đó. Đã đến nửa đêm, trích thọc thầm. Là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây. Coi chừng, những bóng ma và ma cà rồng ở khắp nơi. Những zombie săn mồi, cùng săn mồi. Trò soi hú vàng vàng. Thủy thi cau mày, cau cau có. Phải vẫn gầm gừ, gừ gừ gừ. Là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây. Hãy tìm cho mình một nơi an toàn tuyệt vời để trốn. Ngọn lửa cháy bập bùng, âm thanh rắc rắc. Điều vu với bóng ma, liêm lạc lạc. Miệng cười bi ngô vàng, sau lưng đó. Đã đến nửa đêm, trích thọc thầm. Là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây. Đã đến lúc phải về nhà rồi. Hẹn gặp lại vào Halloween tới. Tạm biệt. Này các em, đó là Halloween. Chúng ta hãy ăn mừng cùng với xe lửa bóp nhé. Là bàn ca me pu pu pu. Là bàn ca me pu pu pu. Là bàn ca me pu pu pu. Bé ca đây. Là bàn ca zombie zombie. Là bàn ca zombie zombie. Là bàn ca zombie zombie. Ca zombie. Là bàn ca xương khô xương khô. Là bàn ca xương khô xương khô. Là bàn ca xương khô xương khô. Chú ca xương. Là bàn ca răng khanh răng khanh. Là bàn ca răng khanh răng khanh. Là bàn ca răng khanh răng khanh. Ca răng khanh. Là bàn ca yêu quái yêu quái. Là bàn ca yêu quái yêu quái. Là bàn ca yêu quái yêu quái. Chú ca yêu. Hãy sờ đi bu 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 bu. Hãy sờ đi bu 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 bu. Hãy sờ đi bu 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 bu. Rất rất ghê. Lọc lừa ta chơi bu bu bu. Lọc lừa ta chơi bu bu bu. Lọc lừa ta chơi bu bu bu. Chơi với nhau. Bọn mình vui bu 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 bu. Bọn mình vui bu 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 bu. Bọn mình vui bu 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 bu. Chúng ta vui. Giờ là lúc kết thúc kết thúc. Giờ là lúc kết thúc kết thúc. Giờ là lúc kết thúc kết thúc. Kết thúc thôi. Là bàn ca me pu pu pu. Là bàn ca me pu pu pu. Là bàn ca me pu pu pu. Bé ca đây. Chúc Halloween vui vẻ. Chúng tôi là gia đình quái vật. Chúng ta hãy đi làm mọi người khiếp sợ nào. Là yêu quái cha na na na. Là mẹ yêu quái na 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 na. Là yêu quái anh na na na. Đi nhắc ma. Là chị yêu quái na na na. Là dì yêu quái na 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 na. Là yêu quái em na na na. Đi nhắc ma. Đây sẽ là một đêm vui vẻ khiến mọi người sợ hãi.
mình đi na 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 na, rừng xanh ta đi na 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 na, nhà ở đó na 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 na, trên cái đồi tìm đi thôi na 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 na, người ở đây na 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 na, sợ không đây na 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 na, sợ lắm rồi. Ba ơi, ngôi nhà này lớn quá, con tự hỏi ai sống ở đây. Hãy vào trong na 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 na, còn vẹn nguyên na 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 na, tìm ai đó na 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 na, ai ngủ say phòng ở đây na 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 na, cầu thang đi lên na 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 na, nào đi lên na 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 na, xem ở đây tôi không thấy bất cứ ai ở trong phòng, họ có thể ở đâu nhỉ? Làm gì đây na 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 na, đèn đã tắt na 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 na, sợ lắm đây na 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 na, chuột đây kìa, nhìn xung quanh na 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 na, ồ con ma na 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 na, chạy đi thôi na 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 na, ra khỏi đây. Các quái vật chạy nhanh nhất có thể nhé các bạn, ngôi nhà này bị ám bởi gia đình ma rồi đấy. Hãy chạy đi na 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 na, chạy nhanh lên na 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 na, những con ma na 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 ở trong nhà, sợ lắm đây na 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 na, sợ lắm đây na 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 na, sợ lắm đây na 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 na, sợ ngôi nhà. Lần sau chúng ta hãy đi hù dọa ai đó, chắc chắn rằng đó không phải là một ngôi nhà của gia đình ma. Này các em, đó là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình, hãy hét lên thật to. Ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình, khỏi cuốn sách khi chung cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Mà phù thủy thì nấu ăn, còn thấy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình, hãy hét lên thật to. Ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình, khỏi cuốn sách khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thấy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Chúng tôi là gia đình ma, chúng ta hãy đi ám ảnh một vài người nào. Là mẹ ma na 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 na, là ma cha na 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 na, là ma anh na 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 na, đi nhắc ma. Là ma ông na 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 na, bà ma đánh.
mà họ không ngờ tới. Ở đằng kia na 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 na, ở nhà đây na 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 na, chẳng còn ai na 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 na, đi nữa chi. Hãy đi thôi na 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 na, hãy kiểm tra na 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 na, phòng ở đây na 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 na, thấp với cao. Nhìn này mẹ, con đang trốn dưới gầm giường đây này. Ô, mọi người sẽ rất sợ khi bạn đi ra ngoài đấy. Giờ chúng ta na 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 na, và mọi nơi na 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 na. Ô, tôi biết na 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 na, ta sẽ làm. Chờ đêm xuống na 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 na, và ai đó na 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 na, vào trong đây na 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 na, ta sẽ hù. Ha ha ha, thật là vui quá đi. Tôi không thể chờ để nhát ai đó. Tick tock tick na 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 na, thời gian trôi na 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 na, chẳng còn ai na 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 na, có thấy không? Thời gian trôi na 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 na, hãy nhìn xem na 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 na, và nửa đêm qua na na na. Thật mệt mỏi quá, hãy ngủ ngon cho đến sáng mai nhé. Mặt trời lên na 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 na, ô tôi biết na 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 na, và không ai lên na 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 qua cửa đây. Trở lại đây na 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 na, một đêm khác na 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 na, và sẽ nhát na 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 na. Tôi thích ngôi nhà này, hãy sớm quay trở lại lần nữa để ám nó. Halloween, ông chào zombie đã đến Halloween, hãy đến chào nào đó Halloween. Ông chào ông ma đã đến Halloween, ông chào phù thủy đã đến Halloween, ông chào zombie đã đến Halloween, hãy đến chào nào đó Halloween. Thầy lắc những cái vòi tua, tôi đã có một tác kinh đều. Nhìn bọn tôi đây chẳng giấu bạn đâu, và ta yêu quái cô đại bác ơi. Ôi chào ông ma đã đến Halloween, ôi chào phù thủy đã đến Halloween, ôi chào zombie đã đến Halloween, hãy đến chào nào đó Halloween. Ôi chào ông ma đã đến Halloween, ôi chào phù thủy đã đến Halloween, ông chào zombie đã đến Halloween, hãy đến chào nào đó Halloween. Tôi làm xong ngày Rockington, những bước nhảy kêu dài nữa dầm hơn. Một mình mơ hòa với những nụ cười vàng, hãy cho tôi ngủ trong một thời gian. Chào ông ma đã đến Halloween, ông chào phù thủy đã đến Halloween, ông chào zombie đã đến Halloween, hãy đến chào nào đó Halloween. Ông chào ông ma đã đến Halloween, ông chào phù thủy đã đến Halloween, ông chào zombie đã đến Halloween, hãy đến chào nào đó Halloween.
nỗi sợ hãi. Halloween, Halloween, vua của nỗi sợ hãi. Hãy nhìn vào bóng tối nhây và cả mùa khắp nơi. Đâu rồi mặt trăng hơi, ông dường như điên mất rồi. Hãy nhìn vào bóng tối nhây và cả mùa khắp nơi. Đâu rồi mặt trăng hơi, ông dường như biến mất rồi. Tất cả những con đường dẫn đến ngôi nhà tôi chẳng còn vì biến mất vào không khí Halloween. Halloween, Halloween, Halloween đây rồi. Halloween, Halloween đến trong tóc tôi rồi. Zombie với sói ma với quỷ ma đến đây. Halloween, Halloween, vua của nỗi sợ hãi. Halloween, Halloween, vua của nỗi sợ hãi. Ôi chào quả bi ngô, xin chào xe lửa bom. Ôi bạn đi đâu đây, tôi đi làm việc của tôi. Ôi chào quả bi ngô, xin chào xe lửa bom. Ôi bạn đi đâu đây, tôi đi làm việc của tôi. Tất cả các bi ngô ở xung quanh nơi đây cùng Halloween đến không một phút giây nào đợi. Halloween, Halloween, Halloween đây rồi. Halloween, Halloween đến trong tóc tôi rồi. Zombie với sói ma với quỷ ma đến đây. Halloween, Halloween, vua của nỗi sợ hãi. Halloween, Halloween, vua của nỗi sợ hãi. Này các em, hãy nhìn vào những con quái vật nghịch ngợm đang nhảy kìa. Năm quái vật con trên giường nhảy ở đây. Một ngã lăn vơi đập vào đầu. Mẹ gọi đến zombie thế là chú la. Các bé quái vật không được nhảy trên giường. Nào hãy hét cùng nhau đi.
nhì trên chuyến xe Halloween. Vào đêm Halloween ánh trăng sáng soi, hay nhì trên chuyến xe Halloween. Chân 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 chân. Ai ở quanh trường đây, zombie ở trên cây, nào hay hét cùng nhau đi. Vào đêm Halloween ánh trăng sáng soi, hay nhảy trên chuyến xe Halloween. Vào đêm Halloween ánh trăng sáng soi, hay nhảy trên chuyến xe Halloween. Chân 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 chân. Chào các em, bạn có biết lý do tại sao tôi rất thích chơi bóng bay không? Để tôi nói cho bạn biết nhé. Đỏ xanh sắc vàng xanh với đỏ nâu, tôi rất thích chơi bóng này đây. Đỏ xanh sắc vàng xanh với đỏ nâu, tôi rất thích chơi với bóng bay. Bong bóng có hình trái tim, bong bóng qua dài đi, bong bóng bay ở trên kia, chúng nối đuôi đi theo nhau. Bong bóng bay đi squish squish, bong bóng khắp mọi nơi. Bong bóng có thể un cong nha, sẽ giúp ta tạo nhiều hình. Đỏ xanh sắc vàng xanh với đỏ nâu, tôi rất thích chơi bóng này đây. Đỏ xanh sắc vàng xanh với đỏ nâu, tôi rất thích chơi với bóng bay. Bông bay sẽ bay cùng tôi, chúng sẽ đưa ta bay lên cao. Ta sẽ được trôi trong mây, cao lên trên trời xanh. Tiệc sinh nhật của tôi đây, bông bay ta thổi thật nhiều, sẽ mời tất cả bạn bè tôi đến đây và thật là vui. Đỏ xanh sắc vàng xanh với đỏ nâu, tôi rất thích chơi bóng này đây. Đỏ xanh sắc vàng xanh với đỏ nâu, tôi rất thích chơi với bóng bay. Nhìn kia, những em bé đang nhảy. Năm bé trẻ con trên giường nhảy lon ton. Một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đâm vào đầu.
mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: mẹ con trên giường không được nhảy lon ton. Chiếc con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đâm vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: mẹ con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé chiếc con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đâm vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: mẹ con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, làm bé ngã lăn và đâm vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: mẹ con trên giường không được nhảy lon ton. Này các cậu, hãy nhìn cậu bé Jack Horner kia. Cậu ấy có một chiếc bánh mận. Cậu bé Jack Horner ngồi ở cái góc đó, cậu ăn chiếc bánh Giáng sinh nhỏ. Cho ngon cay vô đó, kéo ra mận đó tươi, nói rằng tôi thật tốt phải không nào. Cậu bé Jack Horner ngồi ở cái góc đó, cậu ăn chiếc bánh Giáng sinh nhỏ. Cho ngon cay vô đó, kéo ra mận đó tươi, nói rằng tôi thật tốt phải không nào. Cậu bé John Patton ngủ ở khu vườn kia, cậu uống một ngụm nước chanh nhỏ. Cậu thấy côn trùng nhỏ với một con sen nhỏ, bước ra ngay khỏi cành công đỏ. Cậu bé John Patton ngủ ở khu vườn kia, cậu uống một ngụm nước chanh nhỏ. Cậu thấy côn trùng nhỏ với một con sen nhỏ, bước ngày ra khỏi cành công đỏ. Cậu bé Jim Parker ngồi ở cái sân đó, cậu xem chiến tranh rất vui vẻ. Bạn anh đã đến đó, Jim thấy anh đứng đó, nói rằng hãy đến đây cùng xem nào. Cậu bé Jim Parker ngồi ở cái sân đó, cậu xem chiến tranh rất vui vẻ. Bạn anh đã đến đó, Jim thấy anh đứng đó, nói rằng hãy đến đây cùng xem nào. Này các em, thật là một ngày tuyệt vời. Hãy cùng đi với tất cả bạn bè của chúng ta nào. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nắng nãy lấp lánh chiều qua, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên dòng sông chúng ta sẽ đi. Lắng nghe nước lặng lẽ chảy qua, chúng ta sẽ đi trên dòng sông. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi.
nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cánh đồng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó hoa to sắc hương, chúng ta sẽ đến cánh đồng kia. Chào ngày mới thật là vui vẻ, xuống thung lũng chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó chim hót véo von, nơi thung lũng chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, khu rừng kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có những bóng cây, khu rừng đó chúng ta sẽ đi. Chào ngày mới thật là vui vẻ, cái hồ kia chúng ta sẽ đi. Ở nơi đó có cá bơi tung tăng, chúng ta sẽ đến cái hồ đó. Chào ngày mới thật là vui vẻ, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Nào tất cả chúng ta hát vang, trên đỉnh núi chúng ta sẽ đi. Bạn có thích đi xe không? Hẹn sớm gặp lại cùng với xe lửa bóp. Nè các em, chúng ta hãy xem năm chú vịt con nhé. Nhìn đàn vịt nhỏ năm bé bơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có bốn chú vịt quay về mà thôi. Nhìn đàn vịt nhỏ bốn bé bơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có ba chú vịt quay về mà thôi. Nhìn đàn vịt nhỏ ba bé bơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng có hai chú vịt quay về mà thôi. Nhìn đàn vịt nhỏ hai bé bơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng chỉ thấy có bé vịt nhỏ xinh kia thôi. Chỉ còn một chú bé vịt này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng tất cả năm chú vịt trở về bên nhau. Hãy nhìn vào con tàu đó đi. Con tàu tôi thấy ở đó kia, thuyền buồm trên bên này đây. Và ồ tất cả tàu chở đầy ở đó những điều đẹp tươi. Trang phục ở đó trong cá biển tàu này ta đang cầm tay. Cành buồm được làm từ tấm lụa, cột buồm làm bằng vàng tây. Con tàu tôi thấy ở đó kia, thuyền buồm trên bên này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kia, thuyền buồm trên biển này đây. Bọn và 20 thủy thủ đón họ đứng ở giữa sang kia. Bọn và 20 chuột trắng tươi di chuyển trên cô thật xinh. Thuyền trưởng ở đó là con vịt với chiếc ba lô trên lưng. Và tàu di chuyển thật nhanh là thuyền trưởng nói quạc quạc quạc. Con tàu tôi thấy ở đó kia, thuyền buồm trên biển này đây.
con tàu tôi thấy ở đó kia thuyền buồm trên biển này đây. Chào các em, hãy nghe bài hát về Yankee Doodle nào. Yankee Doodle vào phố kia với con ngựa ông cưỡi trên lưng. Chiếc lồng chim trên mũ của ông được gọi là macaroni. Yankee Doodle luôn giữ nó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cha và tôi đã cùng đóng quân với cảnh sát trường tên Gô Đình. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều quân lính trông như bánh vũ đình. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cảnh sát trưởng tên Washington với con ngựa ông cưỡi trên lưng. Và chỉ huy quân lính của mình tôi thấy có đến 1 triệu binh. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bành bao. Tâm trí ông theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Yankee Doodle thật tuyệt. Hẹn gặp lại bạn lần sau nhé. Bạn đã nghe câu chuyện về ba chú chuột mù chưa? Ba con chuột mù, ba con chuột mù, xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Chúng nó phía sau cô nông dân kia, ai đã cắt đuôi bằng con dao sắc nhọn. Một cánh như thế trong cuộc sống của bạn là ba con chuột mù. Ba con chuột mù đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Bác sĩ cho chúng một chiếc kính đeo vào, và chúng bỗng nhìn nhìn mọi thứ rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ và chia tay mọi người là ba con chuột mù. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà. Chúng nó phía sau cô nông dân kia, cô ấy lanh quanh và la hét thật nhiều. Chuột đã giấu đi con dao sắc của nàng là ba con chuột mù. Chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem. Chúng bôi thuốc kem
chúng hát một bài. Và chiếc đuôi kia lại mọc ra thật dài. Chuột đã rất vui và hạnh phúc thật nhiều. Là ba con chuột mù. Đó là một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Xin chào các bạn nhỏ. Bạn đã gặp gia đình của xe lửa Bob bao giờ chưa nào? Hãy xem ngón tay đầu tiên của bạn, đó là xe lửa bố. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Các bé cảm thấy không vui à? Hãy kiểm tra cái ngón tay thêm một lần nữa nhé. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Thật là tuyệt vời, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Này các em, hãy cùng gặp chú chồng nghịch ngợm với xe lửa Bob. Nhìn xung quanh các bụi cây dâu tầm bằng khi đuổi theo chú chồng và khi nghĩ tới niềm vui quanh mình. Cô đuổi theo con chồng, một xu cho một ông sơi, chỉ một xu cho này kim khâu đồ, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồng. Timmy hơi ho chút thôi mà, và Timmy đang bị sơi nè. Chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Cô đuổi theo con chồn. Nước cân gạo có hai xu à, nước cân mật mía ngon tuyệt, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồn. Mời tôi khi tôi ra ngoài, bằng khi ở trên cái bàn, nhặt một cây và ném nó đi. Cô đuổi theo con chồn. Không qua cửa xuống con đường, trong ra ngoài giống như đai bàn, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con chồn. Dạy tôi cách sâu kim nè, và phải làm sao để mai đồ, và mỗi khi ngón tay tôi trượt, cô đuổi theo con chồn. Có thể thử vá mai thiếu thùa, không bao giờ chúng ta mai đẹp, vì thế hãy cuồng nó lên đi nào. Cô đuổi theo con chồn. Bạn có thấy vui không?
sớm trở lại với nhiều niềm vui. Hãy nhìn những chú chim nhỏ dễ thương đó kìa. Tại chú chim nhỏ dễ thương đâu trên tường đó, chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul, trở về Peter, trở về Paul. Chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó, chú tên cha, chú tên Lily. Bay đi Chuck, bay đi Lily, trở về Chuck, à trở về Lily. Chú chim nhỏ dễ thương đậu trên tường đó, chú tên Peter, chú tên Paul. Bay đi Peter, bay đi Paul, trở về Peter, trở về Paul. Này các em, hãy hát bài hát về cô bé Boo Biff, người đã làm mất con cừu đó. Cô bé Boo Biff làm mất cừu con, và cô không biết mai tìm chú ở đâu. Để cừu một mình mà nó sẽ về nhà, vẫy đuôi phía sau để chào đón cô. Cô bé Boo Biff và cô đã ngủ thiếp, trong giấc mơ cô thấy cô đang chảy máu. Khi cô thức dậy nó như một trò đùa, bởi giấc mơ đó đã vừa thoáng qua. Và ngày sau đó cô cầm cây gậy nhỏ, cô tìm vị trí để tìm thấy cô. Thấy cô thật rồi nhưng cô vẫn không vui, cô không vẫy đuôi khi nhìn thấy cô. Và rồi một ngày Boo Biff lặn mất rồi, cô lang thang trên một đồng cỏ khô. Cô thấy những chiếc đuôi của cô nằm cạnh nhau, nhưng chúng ở cao trên cành lá khô. Biếm thở dài và nước mắt rưng rưng, cô lang thang đến một thung lũng xa. Cố gắng làm những gì để giúp cô của mình có thể vẫy đuôi khi nhìn thấy cô. Cô bé Boo Biff làm mất cừu con, và cô không biết phải tìm chú ở đâu. Để cừu một mình và nó sẽ về nhà, vẫy đuôi phía sau để chào đón cô. Chào các em, các bạn có muốn xem thế giới tuyệt vời của đại dương không? Hãy đi cùng với Bob và đừng quên mang mặt nạ thở của bạn. Chúng ta đi qua con sông với mặt nước màu xanh,
như tôi dinh và tôi rằng trên mặt biển tôi đi qua. Xem chú cá tôi mong muốn chúng nhảy ra khỏi đường đây, thật là vui bằng thế tin vào nơi tôi. Cá mập bơi tung quanh đó xem con cua với trái càng, cá trình theo bánh xe tôi rất bâng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Có rất nhiều hoạt động vui vẻ dưới biển, hãy xem chúng là gì nhé. Hãy xem qua hang động đó trên chuyến đi với hai ma, hãy cùng nhảy với sáng hồ và cò bơm ở bên cạnh. Và bạn cũng có thể thấy viên ngọc trai ở trong vỏ, rất nhiều điều bạn có thể tìm thấy. Cá mập bơi xung quanh đó xem con cua bay cay càng, cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Và có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống ở đại dương sẽ cho bạn biết. Chỉ cần hòa mình vào đại dương, bạn sẽ cảm nhận được tất cả. Bơi cùng nhau và cá voi hát những câu chuyện hùng ca, trong thành phố của biển xanh nhưng được lan vàng tươi. Đời được vua bơi quanh đó với nàng tiên ca màu xanh, và đoàn tàu chạy trên đường dày nổi. Cá mập bơi xung quanh đó xem con cua bơi cay càng, cá trình theo bánh xe tôi rất băng khuâng. Xem mực ông mẹ và con, xem con sứa nó bơi bơi trong thế giới tuyệt vời của biển xanh. Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị và ướt át. Hãy sớm trở lại để có thêm nhiều cuộc phiêu lưu với xe lửa Bob. Nhảy lên để đi một chuyến vòng quanh thế giới nào. Thế giới rộng lớn với nhiều điều thật kỳ diệu, và chúng tôi sẽ đi du lịch ở trên biển xanh. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa. Hãy đi khắp thế gian với xe lửa Bob. Phủ dân của châu Phi đến bãi biển của Tây Ban Nha, ở vùng nhiệt đới nơi những hòn đảo có rất nhiều mưa. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa. Hãy đi khắp thế gian với xe lửa Bob. À hi hi, chúng tôi đang đi du lịch khắp nơi những ngọn núi tuyết ở Himalaya. Dạo quanh Tamaha và lưu lại những dấu chân, và đưa vào tháp nghiêng một chút thôi chút thôi. Các bức tường của Trung Hoa làm ta đi vui vẻ, xem bức tường của nữ thần tự do ở bên ngoài. Kiểm tự tháp Ai Cập nơi băng giá Ukraine, ở Pháp có vườn nho nơi sản xuất champagne. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa. Hãy đi khắp thế gian với xe lửa Bob. Nhìn vào những con cá đầy màu sắc ở rạn san hô Rayparia. Nhảy cùng với những chú chuột tôi xuống và lên, chìm cánh cút đi lách bạch và gầu kia nhăn nhò. Lèo lên trên đỉnh cao của tòa nhà ở Dubai, ta xem Machu Picchu từ trên cao rất cao. Từ Galapagos đến thao nguyên Mông Cổ, các lâu đài của Jumani với truyền thuyết từ lâu. Niềm vui đến với chúng ta nào, bạn hãy nói lần nữa. Hãy đi khắp thế gian với xe lửa Bob. Bạn có thích chuyến đi khắp thế giới không?
hãy trở về sớm để có một chuyến đi khác. Này các em đang làm gì vậy? Các em đã nghe bài hát Tôi Muốn Được Vui Vẻ chưa? Hãy cùng nhau hát nó nhé! Mặt trời tỏa sáng tươi, một ngày mới đến. Tôi cảm thấy tốt, tôi rất muốn vui. Tôi luôn ở trên top, không ai hơn tôi. Tôi cảm thấy tốt, tôi rất muốn vui. Khi bài hát cất lên, tôi di chuyển trên sàn nhà. Bây giờ tôi đang vào rảnh, hãy hát lên một lần nữa thôi. Mặt trời tỏa sáng tươi, một ngày mới đến. Tôi cảm thấy tốt, tôi rất muốn vui. Tôi luôn ở trên top, không ai hơn tôi. Tôi cảm thấy tốt, tôi rất muốn vui. Tôi thích bài hát này, không có đúng, có sai. Hãy di chuyển và bay và cùng hát thật hay. Mặt trời tỏa sáng tươi, một ngày mới đến. Tôi cảm thấy tốt, tôi rất muốn vui. Tôi luôn ở trên top, không ai hơn tôi. Tôi cảm thấy tốt, tôi rất muốn vui. Oh, thật thú vị. Hãy cùng vui vẻ với xe lửa bắp. Này các bé, chúng ta hãy xem những điều thú vị từ Johnny. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lao phải không? Không papa. Mơ miếng da màu, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lao phải không? Không papa. Mơ miếng da màu, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không? Không papa. Nói lao phải không? Không papa. Mơ miếng da màu, ha ha ha. Johnny có phải là một cậu bé nghịch ngợm không nhỉ? Má lung liền, cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Má lung liền, cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Má lung liền, cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Má lung liền, cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương. Đó là bạn.